Thiên Phương ơi, đóng phim nhiều quá hay sao mà không biết bây giờ mặt lấm tấm mụn các kiểu vậy Phương? Cái đó là nguyên do của make up nhiều. Ồ, da tư. Phương không muốn quen được với make up nhiều hả? Đúng rồi. Da Phương thường rất là mỏng, cho nên là khi mà có make up mà phấn vô nhiều mà ví dụ từ sáng cho tới tối là bảo đảm. Là thế nào mặt cũng da mụn nhiều hơn? Đèn pin lóa lóa.